anh em trên TikTok qua một cuộc điện thoại mang luôn Fortuner mới tinh sang bên mình, lên quả Android cộng với Cam 360. Bộ này thì cấu hình vừa phải, giá cực kỳ hợp lý, chưa tới 10 triệu. Cùng đó lên luôn cảm biến áp suất lốp này và bộ loa súp Nakamichi, giá chưa tới 3 triệu nha. Độ đeo như thế này thì tương đối là lâu anh em ạ, mất khoảng tầm 2 tiếng rưỡi. Đấy, nhìn dây dợ linh tinh rất là loằng ngoằng, các mắt cam trên gương này. Đấy, tháo cả gương ra lên hết mắt cam các thứ như này anh em nhá. Đấy, còn lại tất cả công đoạn khác này thì dây dợ là mình phải đi cho nó hoàn thiện. Lắp cam xong thì anh em sẽ bắt đầu đi cân chỉnh lại bộ cam 360. Và đây cuối cùng là thành quả, áp suất lốp hiện luôn trên màn hình tích hợp luôn này. Đấy, cùng với đó nhá là mình sẽ có luôn cả cái camera. Đây anh em nhìn chất lượng camera trực tiếp luôn này, để xem nó nét hay không nét. Theo mình ấy thì cái bộ này là quá ok cho cái nhu cầu sử dụng rồi. Cam 360 thì cực kỳ thuận tiện và hỗ trợ rất tốt cho anh em nào lái mới này, hoặc là đi những cái dòng xe mà nó cồng kềnh một chút. Ngoài ra nhá thì nó sẽ thay thế luôn cho camera hành trình này. Đấy, nó lưu lại toàn bộ dữ liệu trên đường luôn, anh em không phải mất chi phí cam hành trình nữa. Giá lại còn cực kỳ hợp lý. Cả cái combo này chưa tới 15 triệu đâu anh em nhá. Nên nếu mà anh em nào có nhu cầu ủng hộ thì ghé qua bên mình nhá. Bên mình chuyên spa xe này và cung cấp tất cả các dịch vụ về độ. Mời anh em ghé qua và trải nghiệm ạ.